Vâng, em Thái xin chào tất cả các bác yêu lan nhá. Nói chung là có mấy ngày nay em đang bận nên em nghỉ mấy ngày nay rồi. Hôm nay lại có về giò lan để giao lưu cho các bác nhá. Chung là hôm nay em lên hàng cũng rẻ thôi. Em sẽ lên toàn hàng đang ngồng hoa rất là dài rồi các bác nhá. Đây các bác, em lên một khúc nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đáng yêu chưa các bác này. Đây nha. Đây là dáng hương tam bảo sát nha. Cái dòng tam bảo sát lá xếp đẹp luôn. Đấy, một dòng xếp dục đẹp luôn nha các bác nhá. Đây. Đấy. Thân này đẹp này. Được cái ngồng hoa to này các bác này. Được hai ngồng hoa như thế này nha. Và một cái ngồng hoa bên này nữa nha. Nói chung là mấy cái này thì nó bé thôi, nhưng mà nó cũng đã ra ngồng hoa rồi các bác nhá. Cái giò như thế này em chia sẻ cho các bác nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đầu. Em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 thôi. 120.000 nha. Cho hình số đầu tiên nha. Dáng hương tam bảo sát. Và cũng có 3 cái ngồng hoa. Đấy nha. Lên tiếp cho các bác một cái giò dáng hương đôi chồn này. Đấy, hẳn đẹp nhá. Hẳn đẹp luôn nha các bác nha. Đấy. Một cây to này thì đang có 2 ngồng hoa này. Và cái bé bên này có 1 ngồng hoa. Tổng cộng là 3 ngồng hoa nha. Dáng hương đôi chồn nha. Đường ghép thuần rất là lâu rồi. Về các bác có thể đặt chậu cho em nhá. Về các bác đặt vào chậu cho em. Đấy. Rất là đẹp luôn. Như thế này nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 nhá. 120.000. 120.000 nha các bác nha. Đây. Dáng hương đôi chồn nhá, cho hình số 2. Hình số 3 này. Một cái giò hoàn thảo nghệ tâm. Rất là đẹp luôn nhá. Hoàn thảo nghệ tâm nhá. Đang nụ chi chít rồi các bạn này. Bông to này. Đang chuẩn bị nở hoa rồi nhé các bạn nhá. Rất là nhiều bông xung quanh luôn các bạn ạ. Đấy, đây. Như thế này nha. Em chia sẻ cái giò hoàn thảo nghệ tâm này cho các bác với giá là 150.000. 150.000 nha các bạn nha. Cho hình số 3. Nói chung là hôm nay lên các bác toàn hàn rẻ luôn thôi. 150.000 nhá. Cho hình số 3. Hoàn thảo nghệ tâm nhá. Lại lên tiếp cho các bác này. Một cái giò này này. Đây là phi điệp vàng nhá. Phi điệp vàng. Và mấy cái này thì đang rất là dài. Bao giờ nó thắp ngọn là nó sẽ cho hoa cho các bác nha. Hàn rất chi là đẹp luôn. Được ghép tổ quạ nha. Cái tổ quạ đây. Đấy. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8 thân nha các bác nha. Em chia sẻ cái giò này cho các bác với giá là 150.000 thôi. 150.000 thôi các bác nha. Cho hình số 4 nha. Cho hình số 4 này. Phi điệp vàng nha. Đây em lên tiếp cho các bác một bản chồn này. Giống chồn đẹp nha các bác nha. Và đang có một ngồng hoa dài rồi này các bác này. Đấy, ngồng hoa dài rồi này. Có một ngồng hoa dài rồi. Một bản như thế này nha. Đang có 1, 2, 3, 4, 5 5 cái đầu. Em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 nha. 150.000. 150.000 đang rất là đẹp luôn. Về các bác có thể chăm lại cho em hoặc đặt vào chậu cho em cũng được nha. Một cái chậu to để đạp vào cũng được. Cho hình số 5 nha. Dáng hương đôi chồn 150.000. Đây các bác, Em còn lại một giò đó là quế tím, à kiều tím nha các bác nha. Kiều tím này. Em còn lại đúng cái giò này là kiều tím này. Chia sẻ nốt cho các bác luôn. Kiều tím nhá, thân này còn chưa có hoa bao giờ nha các bác nha. Chưa trao hoa nhá. Thân này thì trao hoa được 1 năm rồi. Nó vẫn còn mát nha. Kiều tím nha. Một giò kiều tím như thế này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 nhá. 150.000 nhá. Đấy. Các bác mua hàn rời cũng là 150.000 rồi. Hàn thuần nó cũng thế rồi các bác ạ. Vào tay em thì cũng bán rẻ, chia sẻ rẻ cho các bác luôn. Đấy. Em thuật lên miếng dớm này nhá các bác nhá. Đây là 150.000 cho hình số 6 nha. Đây các bác, lên tiếp này. Một giò dáng hương tam bảo sát nữa này. Đang ngồng hoa dài rồi nha các bác nha. Mấy ngồng hoa của nó dài rồi nha. Đang rất là dài luôn. Đây, mấy ngồng hoa của nó rất là dài rồi các bác ạ. Đấy. Một dề như thế này nha. Em chia sẻ cho các bác này. Đây cũng là kiều vàng nữa này. Về các bác thì các bác có thể cưa đôi ra. Cưa đôi ra là bên này sẽ là kiều vàng và bên này sẽ là dáng hương tam bảo sát nha. Đang có 6 ngùng hoa. Em chia sẻ cho các bác cái giò này với giá là 200.000 nha. 200.000 cho hình số 7 nha. Đây các bạn, lên tiếp cho các bạn một cái giò dáng tam bảo sát nữa này. Ngồng hoa nó rất là dài rồi. Đây, ngồng hoa rất là dài rồi nha các bạn nha. Ngồng hoa của nó này, to dài luôn. Anh được hơn 20 cm rồi. Được hơn 20 cm rồi các bạn ạ. 3 cái đầu to nha. Và mấy cái đầu nhỏ đây nữa. 3 cái, tầm 6 cây. Như này nha. Cái bản này về các bác chơi hoa luôn nha. Hình số 8 nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 dáng hương tam bảo sát nha các bác nha. Ngồng hoa đang dài này. Về các bác chơi hoa luôn. Chờ vài ngày nữa là có hoa nha. Cho hình số 8 nha. Lên tiếp cho các bác một cái giò này này. Đây là dáng hương đuôi trồn nhá, được ghép lên tổ quạ. Tổ quạ này thì nó bé thôi nên em đặt lên cái chậu dớm này cho nó to. Nó to lên để cho nó đẹp nhá. Cái giò này thì đang, cái thân to này thì đang sưng các bạn. Thân to này thì em thấy mới sưng thôi. Mới sưng thôi nha. Cái thân bé bên này này, ngồng hoa nó dài rồi này. Đấy, chuẩn bị có hoa rồi này. Cái này thì nó bị rơi xuống các bác ạ. Bị dân nó làm rơi xuống và gáy hết mấy cái lá đầu rồi nhá. Nên là về là các bác có thể chăm chơi hoa thôi. Đấy, các bác chơi chăm vào là năm sau nó sẽ đẹp hơn. Năm sau nó sẽ lên lá và nó sẽ đẹp hơn nhá. Cái này lá nó cũng bị gáy ngọn hết rồi. Đấy. Gáy mấy cái ngọn lá này này. Nó bị gáy hết rồi. Em chia sẻ cái giò này cho các bác rẻ thôi. 150.000 thôi nhá. Đang có 1, 2, 3, 5 cái đầu này. Có cây to này. Đấy. 150.000 thôi. 150.000 nhá. Cho hình số 9 nhá. Cây này thì nó bị rơi xuống này. Nó bị hơi bị lối nha các bạn nha. Đây các bác, lên tiếp cho các bác này. một cái giò đó là hay móc hồng nha các bác nha. Hay móc hồng này được ghép thuần trên chậu dớm như thế này rồi nhá. Đấy, một giò thế này còn đan rất là nhiều luôn. Cái này, cái giò này thì rất là nhiều thân các bác ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cái đầu luôn. Và em chia sẻ cái giò này cho các bác với giá là 150.000 nha. 150.000 thôi. Đấy, hạch móc hồng nha các bác nha. Hạch móc hồng. Đấy, rất là đẹp luôn. Em lên tiếp cho các bác này một cái giò này dán hương đôi cáo nha, to đẹp luôn. Cây này, cái tím này, cái tím nha. Đây cái tím đẹp này. Đang có 4 cái ngồng hoa nha, 3 cây và 4 cái ngồng hoa. 3 cái ngồng hoa to này. Dài chưa? Cao tầm này rồi các bác ạ. Đấy, 3 cái ngồng hoa cao như thế này rồi nha. Và cái bé bên này có một cái ngồng hoa nữa nha. 4 cái ngồng hoa. Đấy, dáng hương đôi cáo nhá. Giò này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 nhá. 500.000 500.000 nhá. 500.000 cho cái giò cáo này nha các bác nhá. 4 cái ngồng hoa, 3 cây có 4 ngồng hoa nhá. Rất là đẹp luôn. 500.000 cho anh số 10 nhá. Lên giò to đó các bạn này. Đấy, lên giò to luôn cho các bạn nha. Đấy, đẹp chưa? Cái giò này thì có 5 thân to như này. Và đang sưng ngồng hoa của nó này, dài này. Đấy. Em chia sẻ cái giò này cho các bác với giá là 1.300.000 nha. 1.300.000. Đó là em cái giá em chưa bao ship nha các bác nha. Giá đấy em chưa bao ship nha. Cho hình số 11 nha. Dáng hương đôi cáo này. Em siêu tầm được một cây cáo tím này các bác này. Tím đen xì luôn như thế này nhá. Và nói chung là cũng mới ghép thôi. Em siêu tầm được mấy cây này về em mới ghép lên này. Đấy, đang chuẩn bị bán dế này các bác này. Đang chuẩn bị bán dế thôi nha các bác nha. Về các bác chăm vài ngày là nó sẽ bán dế lên. Bán dế lên và nó sẽ rất là đẹp luôn. Và đang có một cái ngồng hoa nhỏ nhỏ này các bác này. Về các bác không thích chơi là các bác sẽ bẻ cái ngồng hoa đi để cho nó không rụng lá nha. Đấy. Đây, một cây cáo tím nha. Cực đẹp luôn. Tím đậm luôn nha. Cây này cho các bác quá tím luôn. Siêu tím nha. Em chia sẻ cái giò này cho các bác với giá là 150.000 nha. 150.000. Đấy, riêng cáo dùng tím này rất là ít luôn các bác nha. Cực kỳ là ít luôn nha. Đây, tím đen luôn. Đấy. Đây, rất là đẹp luôn nha. 150.000 nha. Nói chung là cái hàn này là hàn mới ghép nha. Cho anh số 12. Đây các bác mua về chăm này. Một cái giò cẩn báo nhá. Đấy, bán dế rồi. Đây, dế nó đang lên rất là nhiều. Và nó chuẩn bị bán dế vào dớm đây thôi. Đấy. Cái này thì cũng là hàn mới ghép thôi các bác nhá. Em chia sẻ cái giò này cho các bác với giá là 5. Cái giò này nó xấu lắm các bạn. Thôi, để em chăm nha. Không bán nữa. Em chăm thôi. Bao giờ thuần rồi em mới bán nha. Đây, lên tiếp cho các bác một cái giò đùi gà này này. Đẹp chưa? Được ghép lên trên cái miếng lúa này này. Rất là đẹp luôn nha. Và đang có 2 cái mần rất là đẹp đây. Đây là mần hạt ví các bác ạ. Đấy, cái thân hàm ví của nó năm nay đã ra quả hết rồi. Nở hoa rất là sớm nha. Cái đùi gà này chắc năm sau nó mới có hoa nha các bác nha. Chăm vào năm sau nó mới có hoa nha. Rất là đẹp luôn. Em chia sẻ cái giò này cho các bác với giá là 150.000 nha, 150.000 cho hình số 12. Đây các bác, hình số 13 này. Một cái bản cáo giống nha. Cáo giống nha các bác nha. Hàng này thì rất là xanh luôn. Xanh rất là đẹp luôn nha. Đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cây đây này. Trên một cái bản dớm nha. Em chia sẻ cái bản này cho các bác với giá là 200.000 200.000 nha. Hẳn giống nên về các bác sẽ được chơi xổ số nhá. Năm sau nó sẽ sổ qua cho các bác. Hàn xổ số thế này thì nói chung là nó hơi đắt. Giá nó hơi cao nhưng mà các bác mua về chăm để năm sau các bác chơi nhá. Hàn cáo giống nha các bác nha. Hàn cáo giống này, lá rất là đẹp luôn. Cho hình số 13. Và đây cũng là cái giò kết thúc video của em nhá. Mong các bác sẽ ủng hộ em và tạo động lực để em kiến lan rừng nhiều về cho các bác siêu tầm nha. Xin chào tất cả các bác.